trở thành khách của chúng tôi. Bạn đang nghe sách từ sáchgọn.com. Phần 1. Tổng quan Beow ở West. Perfecting the Art of Customer Service 2011 của Viện Disney và Theodore Kinni vạch ra cách tiếp cận của công ty Walt Disney đối với dịch vụ khách hàng. Viện Disney, bộ phận phát triển chuyên môn của công ty, đào tạo những người từ các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ khác để điều chỉnh các chiến lược dịch vụ khách hàng của Disney cho tổ chức của họ, để minh họa các phương pháp hay nhất của Disney đang hoạt động. Cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ về dịch vụ khách hàng hiệu quả tại công ty Walt Disney và tại các tổ chức đã tham gia khóa đào tạo của Viện Disney. Công ty Walt Disney được biết đến với việc tạo ra những trải nghiệm kỳ diệu cho khách hàng. Điều kỳ diệu này đã đưa Disney trở thành một trong những công ty truyền thông lớn nhất thế giới, kinh doanh phim ảnh, truyền hình, công viên giải trí, sản phẩm tiêu dùng và phương tiện truyền thông tương tác. Đằng sau điều kỳ diệu là một lý tưởng hướng dẫn được gọi là dịch vụ chất lượng. Disney đào tạo mọi nhân viên của mình trong công ty được biết đến với tên gọi các diễn viên để cung cấp dịch vụ chất lượng. Dịch vụ chất lượng có nghĩa là vượt quá sự mong đợi của khách hàng bằng cách quan tâm đến từng chi tiết của việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. La bàn chất lượng dịch vụ là một mô hình mà các công ty có thể sử dụng để tạo ra sự hiểu biết chung về cách thức đạt được dịch vụ chất lượng. Mô hình này giúp các công ty xác định mục đích chung và nêu rõ các tiêu chuẩn dịch vụ định hình cách nhân viên, tài sản vật chất và quy trình được sử dụng để cung cấp dịch vụ. Guestology là sự hiểu biết về khách hàng kết hợp dữ liệu nhân khẩu học và thông tin về nhu cầu, mong muốn, định kiến và cảm xúc của họ. Guestology giúp các doanh nghiệp xác định và cam kết với một mục đích chung. Đối với Disney, mục đích này là tạo ra hạnh phúc thông qua giải trí cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi nơi. Một mục đích chung không chỉ là một tuyên bố sứ mệnh treo trên một tấm bảng. Đó là một hệ tư tưởng được chia sẻ tạo nền tảng cho mọi quyết định mà một tổ chức đưa ra. Việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp tổ chức xác định và ưu tiên các hành động cần thực hiện để đạt được mục đích của mình. Các tiêu chuẩn chất lượng sẽ khác nhau tùy theo tổ chức và nên được liệt kê theo thứ tự ưu tiên. Tiêu chuẩn chất lượng của Disney là an toàn, lịch sự, trình diễn và hiệu quả. Ví dụ, điều này có nghĩa là sự an toàn của khách trong công viên giải trí được ưu tiên hơn tốc độ họ lên một điểm tham quan. Để cung cấp dịch vụ, mọi tổ chức đều dựa vào 3 hệ thống: nhân viên, tài sản vật chất và quy trình. Disney gọi những hệ thống này là dàn diễn viên, bối cảnh và quy trình. Đạt được dịch vụ chất lượng đòi hỏi phải sắp xếp các yếu tố này phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức. Viện Disney cung cấp một công cụ từng bước được gọi là ma trận tích hợp để hướng dẫn các tổ chức trong quá trình liên kết. Ma trận tích hợp có thể được áp dụng cho toàn bộ tổ chức, một đơn vị trong tổ chức hoặc một sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ. Cách tiếp cận dịch vụ chất lượng của Disney có thể thích ứng với các tổ chức khác, nhưng bắt nguồn từ triết lý và phương pháp của người sáng lập công ty Walt Disney. Trong suốt quá trình phát triển từ công ty trị giá 12 triệu đô la mà Walt Disney để lại sau khi ông qua đời vào năm 1966 cho đến công ty trị giá hàng tỷ đô la ngày nay, Disney vẫn trung thành với tầm nhìn của người sáng lập là tạo ra hạnh phúc thông qua giải trí. Phần 2. Những hiểu biết chính. Tất cả các tổ chức đều kinh doanh dịch vụ khách hàng. Trong một nền kinh tế dựa trên kinh nghiệm, tất cả các tổ chức đang kinh doanh triển lãm. Lòng trung thành của khách hàng là kết quả của việc vượt quá mong đợi của khách hàng. Cung cấp dịch vụ chất lượng yêu cầu đánh giá trải nghiệm từ quan điểm của khách hàng. Nhân viên gắn kết là không thể thiếu đối với một tổ chức. Nhân viên nên được đào tạo về văn hóa của tổ chức ngay từ khi họ đến. Cài đặt vật lý có thể cung cấp dịch vụ và định hình trải nghiệm của khách hàng thông qua thông tin cảm quan. Cung cấp dịch vụ chất lượng đòi hỏi phải tập trung vào quy trình. Các quy trình nên được tinh chỉnh liên tục. Tài liệu tham khảo chính về Insight 1, chương 1, 2, chương 1, 3, chương 1 đến 3, 4, chương 2 và 4, 5, chương 3, 6, chương 3, 7, chương 4, 8, chương 5, 9, chương 6 phần 3, Key Insight 1. Tất cả các tổ chức đều kinh doanh dịch vụ khách hàng. Từ năm 1986, Viện Disney đã đào tạo hàng trăm ngàn doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Những người tham gia đại diện cho tất cả các ngành và đến từ các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ. Bất kể ngành nghề hay bản chất công việc của họ là gì, Tất cả những người tham gia này đều có chung một mục tiêu là phục vụ những người mua sản phẩm hoặc truy cập dịch vụ của họ. Các học giả tiếp thị ủng hộ ý tưởng rằng tất cả các doanh nghiệp là doanh nghiệp dịch vụ. Trong một bài báo mang tính bước ngoặt năm 2004, các giáo sư kinh doanh Stephen Vargo và Robert Lusch đã giới thiệu khái niệm logic chi phối dịch vụ, lập luận rằng dịch vụ là thứ tạo ra giá trị trong thị trường đương đại. Một ví dụ, dịch vụ khách hàng xuất sắc giải thích cho sự thành công của công ty con Frito-Lay của PepsiCo. Công ty bán các loại snack mặn không giống các loại snack mặn khác trên thị trường. Tuy nhiên, ở hầu hết Hoa Kỳ, Frito-Lay đã sản xuất 60% khoai tây chiên và hơn 70% bánh tortilla được bán trong năm 2014. Riêng về khoai tây chiên, doanh thu hàng năm của công ty đã vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ. Hai trong cuốn sách kinh doanh kinh điển Tìm kiếm sự xuất sắc 1982, Robert Waterman và Tom Peters cho rằng thành công của Frito-Lay là nhờ cam kết mức độ dịch vụ 99,5%. Bà phấn đấu hoàn thành đơn đặt hàng 99,5% thời gian. Công ty trao quyền cho lực lượng bán hàng của mình để đưa ra quyết định không hiệu quả về chi phí trong thời gian ngắn. Với chi phí hàng trăm đô la, Frito-Lay có thể gửi một chiếc xe tải để bổ sung hàng cho một cửa hàng với đơn hàng 60 đô la. Doanh số bán hàng mạnh mẽ và thị phần dẫn đầu của công ty bù đắp nhiều hơn cho những tổn thất ngắn hạn này và chứng minh rằng việc chú trọng đến dịch vụ có thể mang lại lợi ích như thế nào cho một doanh nghiệp dựa trên sản phẩm. Phần 4. Thông tin chi tiết 92. Trong nền kinh tế dựa trên trải nghiệm, tất cả các tổ chức đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trình diễn. Trong cuốn sách bán chạy nhất nền kinh tế trải nghiệm, B. Joseph Pine và James Gilmore mô tả một kỷ nguyên mới trong đó khách hàng tìm kiếm trải nghiệm thay vì hàng hóa và dịch vụ. Để cạnh tranh trong nền kinh tế mới, các doanh nghiệp phải tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng. Ví dụ, trong khi các đối thủ cạnh tranh có thể bỏ qua nhu cầu trang bị cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ máy tính, thì Geek Squad lại dựa vào các yếu tố sân khấu như vậy để đạt được thành công. Geek Squad đã phát triển từ một công ty sử dụng ít hơn 10 nhà cung cấp hỗ trợ thành hơn 24,000 chuyên viên máy tính bằng cách dàn dựng trải nghiệm cho khách hàng của mình. 4. Những chiếc cà vạt mỏng và Geek Mobile đen trắng của Geek Squad được thiết kế để tạo ra trải nghiệm sửa chữa đáng nhớ khiến khách hàng quay lại. Các doanh nghiệp trong mọi ngành công nghiệp trải nghiệm khách hàng. Hội thảo Builder ABR và cửa hàng American Girl bán đồ chơi và trải nghiệm xây dựng nhân vật. Apple đã mang đến trải nghiệm khách sạn kiểu khách sạn cho ngành công nghiệp máy tính cá nhân bằng cách lập mô hình Genius Bar và iPod Studios của mình trên các khu vực đăng ký và hướng dẫn khách của Ritz-Carlton và các khách sạn khác. Benihana và Hard Rock Cafe mang đến một trải nghiệm được ngành công nghiệp nhà hàng mệnh danh là sự giải trí bằng ăn uống, trong đó thức ăn đóng vai trò như một chỗ dựa trong trải nghiệm sân khấu. 5/5 Key Insight 3. Lòng trung thành của khách hàng là kết quả của việc vượt quá mong đợi của khách hàng. Công ty Walt Disney, với chiến lược dịch vụ vượt quá sự mong đợi của khách hàng, đã chứng minh rằng khách hàng hài lòng cao là khách hàng lặp lại. Ví dụ, Walt Disney World tự hào có tỷ lệ khách hàng quay lại vào khoảng 70%. Về lòng trung thành của khách hàng, sự khác biệt giữa việc đáp ứng mong đợi của khách hàng và vượt quá mong đợi của họ là rất đáng kể. Khách hàng không bị ấn tượng bởi các doanh nghiệp đáp ứng mong đợi tối thiểu của họ. Những khách hàng ăn nhanh gọi món bánh mì kẹp thịt phô mai mong đợi có phô mai trên bánh mì kẹp thịt của họ. Họ sẽ khó chịu nếu nhà hàng giao một chiếc bánh hamburger đơn giản, nhưng họ sẽ không ngạc nhiên nếu có format ở đó. Những khách hàng tuyệt vời có nhiều khả năng mang lại công việc kinh doanh lặp lại hơn là những khách hàng hơi hài lòng. Enterprise Rent-A-Car đã xác nhận điều này thông qua một công cụ khảo sát đơn giản. Khi công ty phát triển nhanh chóng vào giữa những năm 1990, khiếu nại của khách hàng tăng lên cùng với doanh thu. Để duy trì dịch vụ nhất quán bằng cách xác định các điểm yếu, công ty đã thực hiện một cuộc khảo sát qua điện thoại gồm 2 câu hỏi. Người khảo sát đã yêu cầu những khách hàng gần đây mô tả mức độ hài lòng của họ bằng cách sử dụng một trong 5 loại: hoàn toàn hài lòng, hơi hài lòng, không hài lòng cũng không hài lòng, hơi không hài lòng và hoàn toàn không hài lòng. Sau đó, sử dụng thang điểm 5 tương tự, khách hàng được hỏi về khả năng họ sẽ gọi cho Enterprise vào lần tới khi họ cần thuê một chiếc ô tô. Các phản hồi cho thấy có một khoảng cách lớn giữa khách hàng hoàn toàn hài lòng và khách hàng hài lòng phần nào về khả năng quay lại kinh doanh. Chỉ 29% khách hàng hài lòng phần nào cho biết họ chắc chắn sẽ sử dụng lại Enterprise, so với 75% khách hàng hoàn toàn hài lòng. Phân tích tiếp theo của Enterprise đã xác nhận rằng hành vi thực tế của khách hàng phản ánh những kết quả khảo sát này. 6/6. Thông tin chi tiết 94. Cung cấp dịch vụ chất lượng có nghĩa là đánh giá trải nghiệm từ quan điểm của khách hàng. Trong khuôn khổ logic chi phối dịch vụ tạo ra giá trị. Ngược lại, trải nghiệm của khách hàng sẽ quyết định giá trị. Khách hàng, dựa trên kinh nghiệm của họ với một công ty, quyết định giá trị của một dịch vụ. Do đó, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là đánh giá những trải nghiệm mà họ cung cấp từ góc độ của khách hàng. 7. Disney sử dụng nhiều công cụ để thực hiện điều này, bao gồm khảo sát trực tiếp, thẻ nhận xét, báo cáo nhân viên, nghiên cứu sử dụng, khảo sát qua điện thoại, thư và email của khách. Ngoài ra, các diễn viên Disney tưởng tượng mình ở vị trí khách hàng của họ. Nhân viên đôi khi bò qua các điểm tham quan của Disney trên miếng đệm đầu gối để trải nghiệm góc nhìn của một đứa trẻ. Trong một nghiên cứu về logic chi phối dịch vụ, các nhà nghiên cứu đã quan sát quá trình cập nhật trang web khách hàng của một ngân hàng, nhận thấy rằng giá trị của trang web được xác định bởi trải nghiệm của khách hàng. Các nhà phát triển trang web đã xem xét các yếu tố như điều hướng đơn giản, thiết kế dễ tiếp cận và nội dung tập trung vào lợi ích của khách hàng hơn là các tính năng của ngân hàng. Đáp lại phản hồi của khách hàng, ngân hàng đã cải thiện chức năng của máy tính khoản vay trực tuyến. Các thử nghiệm của người dùng được tiến hành trong quá trình phát triển, đã mời khách hàng chia sẻ quan điểm của họ về logic và cấu trúc điều hướng. 8/7. Key Insight 5. Nhân viên gắn kết là điều không thể thiếu đối với một tổ chức. Nhân viên gắn kết là những người hiểu được giá trị của họ đối với tổ chức và được thúc đẩy để đóng góp cho mục đích chung. Walt Disney đã hiểu tầm quan trọng của việc gắn kết nhân viên trước khi các doanh nghiệp đầu tư vào nhân viên của họ. Vào thời điểm mà những ông chủ như Henry Ford xem nhân viên một cách máy móc, sử dụng sự ép buộc và trừng phạt để tăng năng suất, Walt Disney ưu tiên đào tạo và phát triển nhân viên. Cuộc suy thoái của những năm 1930 không ngăn cản Disney thành lập một trường nghệ thuật tại chỗ cho các họa sĩ hoạt hình của mình, thu hút những người hướng dẫn chuyên nghiệp và những diễn giả nổi tiếng như kiến trúc sư Frank Lloyd Wright và nhà phê bình kịch Alessandro Uncorp. Đào tạo và phát triển thành viên diễn viên vẫn là một phần của văn hóa doanh nghiệp coi nhân viên là điều cần thiết cho sự thành công của công ty. Ví dụ, dàn diễn viên trong công viên chủ đề của Disney được trao quyền để ban hành các tiêu chuẩn dịch vụ của công ty trong các tình huống độc đáo. Và khách của công viên giải trí cho rằng tương tác với các thành viên trong dàn diễn viên là yếu tố chính khiến họ có ý định quay lại. Sự thành công của tập đoàn Saturn của General Motors trong suốt những năm 1990 đã chứng minh tác động tích cực của sự gắn kết của nhân viên đối với lợi nhuận của công ty. Saturn đã đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo nhân viên, giới thiệu mô hình sản xuất do nhóm lãnh đạo và để nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định từ dưới lên. Khoản đầu tư đó đã được đền đáp. Saturn đã dẫn đầu tất cả các thương hiệu xe hơi của Hoa Kỳ về xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng trong vài năm và các đại lý thường xuyên bán hết hàng tồn kho của họ. Khi Saturn ngừng sản xuất vào năm 2009, các nhà phân tích cho rằng sự sụp đổ của nó là do quyết định đưa Saturn phù hợp hơn với cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống của GM. 90/8. Key Insight 6. Nhân viên nên được đào tạo về văn hóa của tổ chức ngay từ khi họ đến. Tại Disney, mọi nhân viên mới đều tham gia chương trình định hướng về truyền thống, được giảng dạy bởi các diễn viên hiện tại. Traditions kết hợp nhiều kỹ thuật đào tạo khác nhau để giới thiệu cho nhân viên về văn hóa trình diễn của Disney. Lớp học giúp những nhân viên mới được tuyển dụng đắm chìm trong ngôn ngữ, biểu tượng và truyền thống của Disney. Các thành viên diễn viên tìm hiểu lý do tại sao Disney coi khách hàng là khách mời, đồng phục là trang phục và công việc là vai trò. Họ tìm hiểu các nguyên tắc giúp các diễn viên tạo ra trải nghiệm dịch vụ khách hàng đáng nhớ. Họ tìm hiểu cách các chính sách của Disney cố tình đóng góp cho văn hóa. Ví dụ, Disney yêu cầu nhân viên công viên giải trí để tóc gọn gàng và tạo kiểu trang nhã. Những quy tắc như vậy nhằm nâng cao trải nghiệm của khách bằng cách phản ánh bối cảnh và câu chuyện của công viên. Ngoài chương trình định hướng toàn cầu này, dàn diễn viên của Disney được đào tạo về văn hóa biểu diễn 11 dành riêng cho địa điểm họ làm việc. Ví dụ, văn hóa biểu diễn tại khu nghỉ dưỡng Polynesian của thế giới Walt Disney dựa trên tinh thần Aloha và giá trị của Ho'okipa, lòng hiếu khách kiểu Polynesian. Tất cả các loại tổ chức đều có thể hưởng lợi từ việc định hướng cho nhân viên mới về văn hóa tổ chức. Ý thức mạnh mẽ về văn hóa sẽ trao quyền cho nhân viên hành động theo cách hỗ trợ các giá trị của tổ chức. 12. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa sự phù hợp giữa nhân viên và tổ chức và khả năng giữ chân nhân viên. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy rằng việc giao tiếp sớm và liên tục về văn hóa tổ chức có thể làm giảm tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên. 13. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoảng 17% y tá bệnh viện nghỉ việc mỗi năm. Thay đổi y tá tạo ra biến động liên tục và tiêu tốn của bệnh viện trung bình hơn 6 triệu đô la một năm. Để giảm doanh thu, các bệnh viện đang tập trung vào cách họ đào tạo nhân viên mới, khiến họ phải thiết kế lại định hướng cho nhân viên với sự nhấn mạnh vào văn hóa nơi làm việc. Ví dụ, một bệnh viện ở Bắc Carolina sử dụng các bài tập huấn luyện để nâng cao văn hóa làm việc theo nhóm, giao tiếp và giải quyết xung đột. Một số bệnh viện đã thay thế định hướng an toàn tập trung vào nhiệm vụ bằng định hướng tập trung toàn diện hơn vào văn hóa an toàn. 14 phần 9. Key Insight 7. Cài đặt vật lý có thể cung cấp dịch vụ và định hình trải nghiệm của khách hàng thông qua thông tin cảm quan. Tại các công viên giải trí của Disney, các thiết lập vật lý mang lại trải nghiệm kỳ diệu. Khách được đưa từ cuộc sống hàng ngày của họ vào một thế giới khác. Những nhà thiết kế công viên giải trí của Disney, được gọi là Imagineer, sử dụng tất cả 5 giác quan để tạo ra thế giới câu chuyện và trải nghiệm khách hàng đắm chìm. Cài đặt cũng giúp xác định trải nghiệm của khách hàng trong ngành nhà hàng. Nghiên cứu xác nhận rằng môi trường của nhà hàng ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Trong các nhà hàng cao cấp, nơi khách hàng tìm kiếm trải nghiệm xa nhà có thể kéo dài từ 2 giờ trở lên. Các yếu tố cảm giác như ánh sáng, âm nhạc và mùi cũng quan trọng như chất lượng thực phẩm trong việc hình thành nhận thức của khách hàng. Hơn nữa, tích hợp các yếu tố này để vượt quá mong đợi của khách hàng làm tăng đáng kể lòng trung thành của khách hàng. 15. Sự chú ý cẩn thận đến thiết kế vật lý không chỉ giới hạn ở các công ty giải trí. Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ xuất bản trưng bày thiết kế thư viện hàng năm nhằm tôn vinh các thư viện mới và cải tạo đầy sáng tạo. Các thư viện nổi bật nâng cao trải nghiệm của những người bảo trợ đương đại thông qua các thiết lập kết hợp chức năng của thế kỷ 21 với sự hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Ngoài các ngăn xếp sách có thể di chuyển, khu vực đọc sách yên tĩnh và khu vực máy tính được chiếu sáng tốt, các thư viện hiện đại đôi khi bao gồm phòng thu âm, trạm in 3D và khu vực học tập cộng tác. Những thư viện được trang bị tốt này đưa ra một ví dụ khác về việc cung cấp dịch vụ thông qua môi trường, lần này là trong khu vực công. 16 phần 10. Key Insight 8. Cung cấp dịch vụ chất lượng đòi hỏi phải tập trung vào quy trình. Nói một cách đơn giản, các quy trình là những hành động được thực hiện để đạt được một kết quả. Trong hầu hết các ngành công nghiệp, hơn 3/4 hoạt động cung cấp dịch vụ là dựa trên quy trình. Tất cả các tổ chức đều là những hệ thống quy trình phức tạp. Tuy nhiên, các tác giả viết về kinh doanh đã tập trung nhiều hơn vào quy trình sản xuất hơn là quy trình dịch vụ. Các doanh nghiệp dịch vụ thường nhìn nhận bản thân về vai trò chức năng của nhân viên. Sơ đồ tổ chức phân cấp truyền thống mô tả ranh giới giữa các chức năng kinh doanh, xem xét các cách thức mà các quy trình riêng biệt tương tác để tạo ra trải nghiệm của khách hàng. Trong nhiều nghiên cứu khác nhau, sự khác biệt giữa các tổ chức phát triển mạnh và đơn thuần tồn tại là do quy trình. Các tổ chức thành công có các giao thức rõ ràng để hướng dẫn hành vi của nhân viên. 17. Trong ngành hàng không, các quy trình được tích hợp tốt sẽ nâng cao lợi nhuận và lòng trung thành của khách hàng. Các giao thức cho hoạt động hàng ngày và đặc biệt là để xử lý các gián đoạn như thời tiết xấu sẽ mang lại trải nghiệm an toàn và dễ chịu cho khách hàng. 18. Vụ hạ cánh khẩn cấp năm 2009 của chuyến bay 1549 của Mỹ Airways cho thấy tầm quan trọng của các quy trình tích hợp trong tình huống rủi ro cao. Phi công Chesley Sullenberger và Jeff Skiles lần đầu tiên bay cùng nhau. Họ vừa cất cánh từ sân bay LaGuardia ở thành phố New York thì máy bay của họ đâm phải một đàn ngỗng và cả hai động cơ đều ngừng hoạt động. Sullenberger tiếp quản quyền điều khiển trong khi Skiles bắt đầu quy trình khởi động lại động cơ. Khi các động cơ vẫn ngừng hoạt động, Sullenberger đã cảnh báo phi hành đoàn của mình chuẩn bị cho va chạm và hạ cánh trên mặt nước hoàn hảo như trong sách giáo khoa trên sông Hudson. Các tiếp viên chỉ có 90 giây trước khi va chạm để chuẩn bị sơ tán 155 hành khách. Đáng chú ý, chiếc máy bay đã được sơ tán trong 3 phút mà không có thương vong và chỉ có 5 người bị thương nặng. Mặc dù tư duy nhanh nhạy và khả năng thực hiện khéo léo của Sullenberger đã cứu vãn tình hình, Nhưng việc hạ cánh và sơ tán thành công trên mặt nước sẽ không thể thực hiện được nếu không có các quy trình chi tiết và được luyện tập kỹ lưỡng. Chuyến bay 1549 cũng chứng minh rằng công nghệ không thể thay thế cho quy trình. Đối với Sullenberger và nhóm của ông, công nghệ và quy trình phụ thuộc lẫn nhau. 19/11 Key Insight 9. Các quy trình nên được cải tiến liên tục. Walt Disney gọi việc tinh chỉnh liên tục các quy trình là plussing. 20 anh ấy đã áp dụng cải tiến này trong toàn bộ công ty của mình, tính thời gian cho các điểm tham quan của công viên giải trí bằng đồng hồ bấm giờ và cập nhật các quy trình hoạt hình khi xưởng phim của anh ấy phát triển. Trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh, Domino's Pizza đã đạt được thành công đáng kể nhờ tinh chỉnh các quy trình dịch vụ của mình cho người tiêu dùng am hiểu công nghệ. Khi Patrick Doyle đảm nhận vị trí giám đốc điều hành vào năm 2010, tốc độ tăng trưởng của công ty không mấy ấn tượng. Cổ phiếu của nó được định giá dưới $9 một cổ phiếu. Đáp lại phản hồi của khách hàng, Doyle bắt đầu cải thiện chất lượng bánh pizza và làm mới thương hiệu Domino's. Tuy nhiên, những thay đổi đáng chú ý nhất của Doyle liên quan đến quy trình giao bánh pizza. Khai thác tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số, Domino's đã tạo ra một ứng dụng thân thiện với người dùng cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn hàng của họ. Công ty cho phép khách hàng đặt hàng qua mạng xã hội hoặc bằng cách nhắn tin biểu tượng cảm xúc. Những thay đổi tích lũy này đã giúp Domino's trở thành chuỗi cửa hàng bánh pizza lớn thứ hai thế giới vào năm 2015 và tăng giá trị cổ phiếu của công ty lên $188 cổ phiếu vào năm 2017. Domino's vẫn đang tinh chỉnh các quy trình của mình, thử nghiệm đặt hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo và giao hàng bằng máy bay không người lái. 21-22 Một nhóm các nhà nghiên cứu những đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tài chính đã xác định 4 cách chung để tinh chỉnh các quy trình dịch vụ: tái cấu trúc các tương tác, điều chỉnh ranh giới dịch vụ, phân bổ lại nhiệm vụ và thay đổi địa điểm giao hàng. Chương trình câu lạc bộ đỏ tại hệ thống y tế Đại học Virginia UVA thể hiện những nguyên tắc này trong hành động. Club Red là một khái niệm cuộc hẹn chia sẻ dành cho bệnh nhân tim mạch như một giải pháp thay thế cho cuộc hẹn trực tiếp truyền thống. Tương tác bệnh nhân bác sĩ diễn ra trong môi trường nhóm. Các dịch vụ phòng ngừa tích hợp thay thế các ranh giới truyền thống được xác định bởi các chuyên khoa và thủ tục lâm sàng. Việc ghi chú được giao lại từ các bác sĩ cho một y tá tham dự các cuộc hẹn nhóm. Việc cung cấp dịch vụ được chuyển từ phòng chờ và phòng thi sang phòng họp được chỉ định. Mô hình câu lạc bộ đỏ tăng năng suất của bác sĩ và có tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân khoảng 98%. 23/12 Người quan trọng. Theodore Kinni là một nhà văn kinh doanh người Mỹ và là biên tập viên cao cấp của tạp chí Chiến lược Kinh doanh. Anh ấy được Disney Institute thuê để viết Beyond Disney. Walt Disney 1901-1966 là một nhà làm phim hoạt hình và doanh nhân người Mỹ, người đi tiên phong trong nhiều kỹ thuật làm phim và đổi mới công viên chủ đề. Anh ấy đã thành lập công ty Walt Disney và được nhắc đến trong suốt Hãy là khách của chúng tôi. Tom Stargox, cựu chủ tịch của Walt Disney Parks and Resorts, đã viết lời tựa cho Beyond West. Jeff James, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Viện Disney, đã viết lời giới thiệu cho Beyond West. Michael Eisner là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Walt Disney từ năm 1984 đến năm 2005. Viện Disney được thành lập trong nhiệm kỳ của ông. Bob Iger kế nhiệm Michael Eisner làm giám đốc điều hành của Disney vào năm 2005. Phần 13. Phong cách của tác giả. Beyond West là một hướng dẫn kinh doanh được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và giọng điệu thân thiện. Theodore Kinni đề cập đến độc giả theo cả cách trực tiếp và gián tiếp, mời họ nhớ lại và suy ngẫm về trải nghiệm dịch vụ khách hàng của chính họ. Lời khuyên được trình bày bằng văn xuôi đơn giản và được hỗ trợ bởi nhiều ví dụ. Các chương và phần thường mở đầu bằng những câu chuyện minh họa cam kết của Walt Disney quá cố đối với dịch vụ chất lượng và tác động lâu dài của tầm nhìn của ông. Mỗi khái niệm hoặc đề xuất được theo sau bởi một hoặc nhiều ví dụ hiện tại về dịch vụ khách hàng tại công ty Walt Disney và đôi khi là một ví dụ bổ sung từ một người tham gia Viện Disney như BMW Canada hoặc PricewaterhouseCoopers. Ngoài các ví dụ về văn hóa của Disney, cuốn sách sử dụng ngôn ngữ của Disney để mô tả dịch vụ đang hoạt động. Nhân viên là các diễn viên, khách hàng là khách, và môi trường vật lý là cài đặt được chia thành các khu vực trên sân khấu và hậu trường. Biệt ngữ đào tạo của Viện Disney cũng được sử dụng. được bổ sung bằng các sơ đồ như la bàn dịch vụ chất lượng và ma trận tích hợp. Phần 14. Góc nhìn của tác giả. Viện Disney, nơi đã thuê Theodore Kinni viết kịch bản Hãy là khách của chúng tôi, đã mở ra như một khuôn viên giáo dục theo phong cách nghỉ dưỡng tại thế giới Walt Disney vào năm 1996. Michael Eisner, giám đốc điều hành của Disney vào thời điểm đó, đã mô phỏng Viện Disney theo Viện Cháu Táu Quả một thế kỷ, một khu nghỉ mát mùa hè ở ngoại ô New York cung cấp các hoạt động giáo dục và chương trình nghệ thuật. Viện Disney ban đầu cung cấp các lớp học về lối sống như nấu ăn và làm vườn cùng với các cơ hội đào tạo của công ty. Ngay từ đầu, Disney đã gặp khó khăn trong việc thu hút khách đến khuôn viên trường. 24 viện vật lý đã đóng cửa vào năm 2004 và Disney đã xây dựng khu nghỉ dưỡng và spa Saratoga Springs tại vị trí của nó. 25-26 viện Disney giờ đây tập trung hoàn toàn vào phát triển chuyên môn. Các chuyên gia tư vấn của viện đi đến các doanh nghiệp của khách hàng và khách hàng có thể ghé thăm các công viên giải trí của Disney để xem cách tiếp cận dịch vụ khách hàng của công ty đang hoạt động. Viện Disney lần đầu tiên công bố các chiến lược dịch vụ khách hàng của mình trong ấn bản năm 2001 của Beyond Airways. Việc phát hành phiên bản năm 2011 trùng hợp với nỗ lực tích cực nhằm thu hút các khách hàng mới của Viện Disney. Viện Disney đã tăng gấp đôi doanh thu từ năm 2009 đến 2012, phục vụ các khách hàng đa dạng như Chevrolet, Bệnh viện Florida và Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia. Để giảm thiểu sự hoài nghi của công chúng, chẳng hạn như một bài báo trên tờ New York Post năm 2012 đã chế nhạo đội bóng rổ Brooklyn Nets vì đã thuê chuột Mickey làm huấn luyện viên. Viện Disney đã sử dụng hoạt động tiếp thị bí mật để thúc đẩy tăng trưởng. 27-28 Beyond Airways là một công cụ tiếp thị lý tưởng về mặt này. Walt Disney và công ty Walt Disney là những anh hùng không thể chối cãi của Beyond Airways. Cuốn sách không xem xét các quyết định kinh doanh không thành công của Disney, chẳng hạn như khoản đầu tư hàng triệu đô la của công ty vào khu nghỉ dưỡng Viện Disney. Nó không thừa nhận những lời chỉ trích về việc theo đuổi lợi nhuận của Disney, chẳng hạn như cáo buộc chủ nghĩa đế quốc văn hóa trong việc mở rộng ra nước ngoài và những lời phàn nàn rằng Disney không trả phần thế công bằng của mình. 29-30 Walt Disney xuất hiện như một huyền thoại hơn là con người, và độc giả có ấn tượng rằng công ty vẫn trung thành với di sản của người sáng lập theo mọi cách. Ngược lại, cháu trai của Walt Disney, Roy Disney, đã từ chức khỏi ban giám đốc của công ty vào năm 2003, tuyên bố rằng công ty đã mất trọng tâm, năng lượng sáng tạo và di sản của nó dưới sự lãnh đạo của Michael Eisner. 31 phần 15. Kết thúc Instarit. Chúng tôi hy vọng bạn thích Instarit này.